Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập một cái tính năng khá là hay ở trên những cái thiết bị Android. Thì cái tính năng đó là khi mà các bạn vuốt tay lên màn hình một lần như vậy thì nó sẽ mở ứng dụng YouTube lên. Đó. Còn khi mà các bạn vuốt tay lên màn hình hai lần thì nó sẽ mở bản đồ. Đây các bạn xem nhé. Đấy, nó sẽ mở bản đồ. Mình sẽ làm lại một lần nữa nhé. Vuốt một lần thì nó sẽ mở YouTube. Còn vuốt hai lần thì nó sẽ mở bản đồ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhé. Trước tiên thì các bạn vào cửa hàng Play. Sau đó thì các bạn tải về cho mình một cái ứng dụng, nó có tên là Hovering Control Free. Và cái đường link tải thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả video nhé. Các bạn có thể nhấn vào để chúng ta tải về cho nó nhanh, khỏi cần phải tìm kiếm theo cái từ khóa này. Ở đây thì mình đã tải về sẵn rồi, thì bây giờ mình sẽ mở ứng dụng lên. Mới đầu thì nó hỏi các bạn là có muốn cấp cái quyền quản trị thiết bị cho nó hay không. Thì ở đây mình sẽ chọn là không nhé. Rồi, thì đây là cái giao diện bên trong của ứng dụng. Ở trên này thì nó sẽ có 3 mục để cho các bạn thiết lập. Mục đầu tiên, Hover Home, có nghĩa là cái thao tác khi mà các bạn dùng tay các bạn che lên cái phần cảm biến ở trên điện thoại như vậy này, và các bạn giữ im một lúc thì nó sẽ mở lên cái ứng dụng mà các bạn thiết lập. Rồi Slide One có nghĩa là các bạn vuốt một lần, còn Slide Try là các bạn vuốt hai lần như vậy. Thì đây mình sẽ thiết lập ở cái mục Slide One và Slide Try thôi. Còn cái mục Hover Home thì các bạn có thể tự thiết lập được nhé. Nó cũng giống y như là hai cái mục này thôi. Đầu tiên thì mình sẽ vào mục Slide One. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái mục Off này, các bạn nhấn vào. Nó hiện ra On như vậy là được. Các bạn chọn tiếp vào cái mục là Choose App. Rồi chúng ta đợi một lúc thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái ứng dụng có trên máy của các bạn. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn đến cái ứng dụng nào mà các bạn muốn mở thôi. Chẳng hạn như mình sẽ chọn là YouTube đi. Như vậy thì mình sẽ thiết lập là vuốt một lần thì nó sẽ mở YouTube nha. Các bạn nhấn tiếp vào Accept này. Ok, tương tự với mục Slide Try, các bạn nhấn vào đây. Các bạn cũng nhấn vào cái nút Off này. Rồi các bạn sẽ mở đến ứng dụng mà các bạn cần kích hoạt, chẳng hạn như là bản đồ đi. Rồi nhấn vào Accept. Như vậy thì cái thao tác thứ hai là chúng ta sẽ vuốt hai lần thì nó sẽ mở bản đồ. Các bạn sẽ nhấn vào cái nút tam giác này để chúng ta kích hoạt phần mềm lên nhé. Ok, nó hiển thị ra như vậy là thành công. Bây giờ thì mình sẽ thử này. Vuốt một lần. Rồi nó sẽ mở YouTube. Đó. Còn khi mà mình vuốt hai lần thì nó sẽ mở bản đồ. Đấy các bạn thấy không? Và các bạn chú ý là khi mà các bạn vuốt hai lần á, thì các bạn cố gắng vuốt thật là nhanh nhá. Chứ mà các bạn vuốt chậm quá như vậy này thì nó sẽ hiểu là các bạn vuốt có một lần và nó sẽ mở YouTube thay vì bản đồ. Đó như các bạn thấy. Các bạn cố gắng vuốt thật là nhanh như vậy thì nó sẽ mở bản đồ. Ok. Một cái nhược điểm của ứng dụng này á, đó là ở cái mục Slide One này, nhiều khi nó quá là nhạy á. Các bạn vô tình các bạn che cái phần cảm biến ở trên này đi, nó cũng hiểu là các bạn đang vuốt một lần và nó sẽ mở YouTube lên, bởi vì nó quá là nhạy. Do đó thì mình nghĩ là các bạn nên dùng ở một cái mục, đó là mục Slide Try này thôi. Còn cái mục Slide One thì các bạn nên tắt đi, off như vậy. Chúng ta dùng một mục thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng thêm cái mục là Hover Home để đỡ bị nhầm. Và cái lưu ý cho các bạn là khi các bạn sử dụng cái phần mềm này ấy, nhiều khi nó không được mượt như là trên cái máy của mình đâu. Bởi vì cái này nó phụ thuộc vào cái cảm biến ở trên máy của các bạn. Cảm biến nào tốt hoặc là nhạy thì nó sẽ nhạy, còn không tốt thì nó sẽ ngược lại các bạn nhé. Và nói chung là các bạn có thể tự tải phần mềm này về và các bạn thử xem là nó hoạt động ở trên máy của mình như thế nào. Nếu mà tốt thì các bạn có thể để dùng, còn nếu mà không tốt thì thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ đổi sang cái mục Select Try này. Và mình sẽ chọn lại là mở một ứng dụng khác đi. Ví dụ như là bật đèn pin đi. Ok. Rồi mình sẽ vuốt thử hai lần cho các bạn xem. Đợi một chút xíu nhé. Mới đầu thì nó mở hơi lâu, nhưng mà mấy lần sau thì nó sẽ mở nhanh hơn. Đây, nó bật đèn pin rồi. Mình sẽ làm lại nhé. Đó, nó sẽ bật đèn pin. Và như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.